Chào các em, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục phần 16, giáo trình đường đến nước Nga bài số 13. Trong phần bài ngày hôm nay chúng ta sẽ tham khảo bài đối thoại, bài số 28. Прослушайте диалог и скажите, куда хотят поехать друзья, какой подарок они хотят купить. Hãy nghe đoạn đối thoại và hãy nói xem là những người bạn của chúng ta muốn đi đâu. Куда хотят поехать друзья? Và какой подарок có nghĩa là quà tặng nào, они хотят купить, họ muốn mua cái quà tặng nào. Bây giờ chúng ta, phần đầu tiên là chúng ta sẽ đọc và dịch. Здравствуй, Джон. Xin chào Джон. Привет, Виктор. Xin chào Виктор. Джон, что ты будешь делать завтра? Ngày mai cậu sẽ làm cái gì, Джон? Я хочу пойти к Анне. Tôi muốn đi đến thăm Anna. Anna пригласила меня в гости. Ngày mai là cô ấy mời tôi đến thăm làm khách. У неё завтра будет день рождения. Ngày mai thì cô ấy sẽ có ngày sinh nhật. Интересно, сколько ей лет? Thú vị thật. Cô ấy năm nay bao nhiêu tuổi? Ей будет 20. Cô ấy sẽ 20 tuổi. Что ты будешь ей? Что ты хочешь ей подарить? Cậu muốn tặng cho cô ấy cái gì? А что можно подарить девушке? Как ты думаешь? Có thể tặng một cô gái cái gì nhỉ? Cậu nghĩ thế nào? Цветы, конечно. Hoa là lẽ dĩ nhiên rồi. Я обязательно подарю ей цветы. Lẽ dĩ nhiên là tôi sẽ tặng cô ấy hoa. А что еще? Thế còn cái gì nữa chứ? Что она любит? Что она любит? Là cô ấy yêu thích cái gì? Я знаю, что ей нравятся собаки. Tôi biết rằng là cô ấy rất thích những con chó. Да, да. Ồ, thật đấy. Она говорила мне, cô ấy nói với tôi rằng là что хочет собаку, rằng là cô ấy muốn có một con chó. Потому что собака хороший друг. Bởi vì chó thì là một người bạn rất tốt. Собака хороший друг, là chó là một người bạn rất tốt. Купи ей собаку. Thế thì mua cho cô ấy con chó. Да, это отличная идея. Ồ, đấy thật là một ý tưởng tuyệt vời. Но где? Mua đâu được? Где можно купить собаку в Москве? Ở đâu có thể mua được chó ở thành phố Moscow này? Москве есть птичий рынок. Ở Москва. Ở Москва có chợ chim. Ở Москва có chợ chim. В Москве есть птичий рынок. Там есть собаки. Ở đó có chó đấy. Кошки, птицы, рыбы и другие животные. Ở đây có chó này, mèo này, chim này, cá này và những thú vật khác nữa. Их можно посмотреть или купить. Có thể đến đấy xem chúng và có thể mua. А где он находится? Thế thì nó nằm ở đâu? Cái chợ đó nằm ở đâu? Я не знаю, где он находится. Tôi chẳng biết là nó nằm ở đâu cả. А когда он работает? Thế còn khi nào thì nó làm việc? Каждый день. Hàng ngày là làm việc, ngày nào cũng làm à? Нет. Рынок работает только в субботу. И воскресенье. Không. Chợ thì chỉ làm việc vào ngày thứ bảy và chủ nhật thôi. А где он находится? Можно узнать у Ивана. Thế còn cái chợ đó nằm ở đâu thì có thể hỏi Иван. Узнать у Ивана là hỏi Иван. Хорошо, я узнаю. Thế được rồi, tôi sẽ tìm hiểu. Завтра суббота утром в 10 часов мне нужно ехать туда и купить Ане подарок. Ngày mai vào lúc 10 giờ sáng thì tôi cần phải đi đến đó và mua cho Anna cái quà tặng. Если хочешь, поедем вместе. Nếu mà cậu thích thì chúng ta sẽ đi cùng với nhau. С удовольствием, я давно там не был. Tôi rất vui lòng. Tôi cũng lâu lắm là không ở đấy, không đến đó. Я давно там не был. Tôi cũng không đến đó. Я буду ждать тебя завтра около метро в 10 часов. Tôi sẽ đợi cậu ngày mai ở gần bến metro vào lúc 10 giờ sáng. Đó, thì đó là cái nội dung. Ở đây chúng ta lưu ý là anh chàng đây có hỏi, John hỏi là где он находится, là cái chợ đó nằm ở đâu. Anh chàng Victor có nói là я не знаю, где он находится, tôi không biết là cái chợ đó nằm ở đâu. Nhưng mà đến cuối này thì anh chàng Victor lại nói я давно там не был, đã lâu lắm rồi thì không đến đó, có nghĩa là anh chàng đã biết ở đâu, đúng không ạ? Thì ở đây là một cái lỗi khi mà người ta viết thì nó có cái gì đó nó sai sai. Thế nhưng mà quan trọng đối với chúng ta thì cái chuyện đó nó không quan trọng. Cái logic thì của cái câu chuyện thì có thể là chúng ta tìm ra cái lỗi, nhưng mà trên thực tế thì chúng ta chỉ cần là học những cái câu, những cái lời nói ở trong này thôi. Đó, thế vì bây giờ chúng ta sẽ
nghe nhé, nghe cái đoạn đối thoại theo băng ghi âm. Mời các em nghe. Задание 28. Bài số 28. Здравствуй, Джон. Привет, Виктор. Джон, что ты будешь делать завтра? Я хочу пойти к Анне. Она пригласила меня в гости. У нее завтра будет день рождения. Интересно, сколько ей лет? Ей будет 20 лет. Что ты хочешь ей подарить? А что можно подарить девушке? Как ты думаешь? Цветы, конечно. Я обязательно подарю ей цветы. А что еще? Что она любит? Я знаю, что ей нравятся собаки. Да-да. Она говорила мне, что хочет собаку. Потому что собака хороший друг. Купи ей собаку. Да, это отличная идея. Но где? Где можно купить собаку в Москве? В Москве есть птичий рынок. Там есть собаки, кошки, птицы, рыбы и другие животные. Их можно посмотреть или купить. А где он находится? Я не знаю, где он находится. А когда он работает? Каждый день? Нет. Рынок работает только в субботу и в воскресенье. А где он находится, можно узнать у Ивана. Хорошо, я узнаю. Завтра суббота. Утром в 10 часов мне нужно поехать туда и купить Анне подарок. Если хочешь, поедем вместе. С удовольствием. Я давно там не был. Я буду ждать тебя завтра. Около метро в 10 часов. Vậy đó là bài đọc. Bài đọc của chúng ta thì các em có thể nghe đi nghe lại nhiều lần cái đoạn đọc vừa rồi để chúng ta nghe cái ngữ điệu của người bản ngữ người ta đọc. Thế còn sau đó thì chúng ta cần phải tự đọc lấy nhiều lần. Nhớ nhé, cần phải tự đọc lấy nhiều lần. Và cái quan trọng nhất đối với các em ý, là các em phải nắm được tất cả những cái dữ liệu này. Tôi nói thật với các em là khi tôi học tiếng Nga ý, tôi không thích làm bài tập đâu, cực kỳ ghét làm bài tập. Cho nên những bài tập nào bắt buộc làm thì tôi làm, còn không có thì chẳng đầu tư vào cái bài tập làm cái gì cả. Mà chủ yếu là tôi học những cái này này, học những cái câu này. Những cái câu, những cái bài này là tôi học thuộc luôn và tôi nói vanh vách luôn. Đó, thì đấy là cái kết quả cuối cùng mà người ta yêu cầu chúng ta, là chúng ta phải nói được bằng tiếng Nga tất cả những cái câu này và ở trong những cái ngữ cảnh tương ứng. Cho nên là cái chuyện làm bài tập thì ai thích thì làm thôi. Đấy, thế nhưng mà đối với cái bài này thì cái nhiệm vụ của tôi là tôi sẽ giới thiệu cho các em tất cả những cái ngữ điệu ở trong này, kể cả bài tập. Sau đó thì các bạn có thể tham khảo, ai thích làm gì thì làm. Và quan trọng nhất là tôi sẽ giải thích cho các em những cái mẫu câu nó khó. Bây giờ chúng ta xem phần B. Отвечай на вопросы. Кому хочет пойти Джон и почему? Anh chàng John muốn đi đâu và tại sao? Đến Кому là đến thăm ai và tại sao, đúng không ạ? Đến thăm cô Anna bởi vì sao? Là cô ấy có ngày sinh nhật. Thì cái đó chúng ta nói bằng tiếng Nga. Những cái mẫu câu này có sẵn rồi, đúng không ạ? Что Джон хочет подарить Ане? À, anh chàng John muốn tặng cái gì cho cô Anna? À, sẽ viết tùy, đúng không ạ? À, что нравится Ане? Почему? Và Anna thích cái gì và tại sao? Đó, thì chúng ta cứ lần lượt chúng ta nghiên cứu kỹ cái bài và chúng ta sẽ trả lời được. Где находится птичий рынок? À, cái chợ chim này nó nằm ở đâu? Ở Moscow nó nằm ở đâu? Đúng không ạ? Thì ở đây chúng ta có thể nói là không ai biết, đúng không ạ? Không ai biết, chỉ có anh chàng gì nào, anh chàng Ivan là biết thôi, đúng không ạ? Chúng ta có thể nói là gì? И Виктор, и Джон не знают, где находится птичий рынок. Но Иван знает, где он находится. Đấy, chúng ta có thể trả lời như vậy. Quan trọng không phải là chúng ta trả lời chính xác hay là không chính xác, mà cái quan trọng nhất là chúng ta nói được. Chúng ta diễn giải được bằng tiếng Nga để người ta chấp nhận được rằng là người ta xác nhận rằng là chúng ta nói được đúng, là nói bằng tiếng Nga thật, đúng không ạ? Đó, cho nên cái quan trọng nhất ấy là các em phải học thuộc tất cả những cái mẫu câu và để các em phải nói như máy. Khi mà chúng ta gặp những câu hỏi này, какие животные там есть? Ở đó có những con thú vật gì? Đúng không ạ? Собаки, кошки, рыбки, rồi là gì nữa? Птицы и другие животные, và những con thú vật khác nữa. Когда Джон может поехать на рынок? Khi nào thì anh chàng John có thể đi?
đến thăm chợ. Thì chúng ta đã biết rồi là subotu в 10 часов, đúng không ạ? Где и когда Виктор будет ждать Джона? Виктор sẽ đợi và khi nào? Và sẽ đợi anh chàng John ở đâu? Thì около метро в 10 часов, đúng không ạ? Đó. Vậy thì những cái nội dung đó thì chúng ta sẽ xem và tự chúng ta sẽ nghiên cứu những cái mẫu câu trong này và chúng ta trả lời cho nó đúng. Tôi giúp các em đến đến khả năng đó nhé. Thế còn tiếp theo nữa thì các em cố gắng phát huy cái năng khiếu của mình và cái khả năng của mình. У вашего друга от сама через сестры брата день рождения. Như vậy người ta ra một cái ngữ cảnh là ở người bạn của chúng ta hoặc là bố mẹ chị gái em trai là có ngày sinh. Что вы ей ему подарите, почему? Và bạn sẽ tặng cho họ cái gì và tại sao? Если вы не знаете, что подарить, посоветуйтесь с другом. Посоветоваться là có nghĩa là khuyên hay là xin lời khuyên của bạn. Посоветуйтесь с другом hay là xin tư vấn của bạn, xin tư vấn với bạn, đúng không? Nói như thế cho nó dễ hiểu cái câu này, đúng không? Посоветоваться là xin lời khuyên của ai đó. Thế thì như vậy là vừa rồi chúng ta đã học xong cái bài đối thoại. Bây giờ chúng ta sẽ lướt nhanh cái phần домашнее задание, là các bài tập. Các bài tập thì напишите упражнение, bài 1, là 1D, 5AB, v.v. này khác. Thì có nghĩa là các em viết lại những cái bài tập này ở trong toàn bộ cái giáo trình. Em nào có giáo trình thì xem, thích viết thì viết, không có thì thôi chúng ta có thể bỏ qua. Như tôi nói là gì nào, các em cần nhất là học thuộc bài đọc này, các mẫu câu này và bài đối thoại. Вместо точек поставьте местоимение он или она в нужном падеже. Hãy đặt cái đại từ он và она ở trong cái ngữ cảnh cần thiết. Trong cái cách cần thiết. Познакомьтесь, это мои друзья. Hãy làm quen đi. Xin hãy làm quen. Đây là những người bạn của tôi. Это Джон. Đây là anh chàng Джон. Ему 20 лет. Nói về tuổi phải là cách 3. Он phải thành ему. Любит спорт больше всего. Ему нравится теннис. Anh ấy rất là yêu thích thể thao và đặc biệt hơn cả больше всего có nghĩa là yêu thích hơn cả là ему нравится теннис, là anh ấy thích chơi tennis. Đứng trước нравится phải là cách 3 đúng không ạ? Vậy cũng là ему. А это моя подруга. Đây là bạn gái của tôi. Зовут Мария. Nếu mà nói tên thì là cách 4 phải là ее зовут Мария. Ее зовут Мария. Và khi mà nói đến tuổi thì phải là cách 3. Cách 3 phải là ей. Anna cách 3 là ей. Ей 19 лет. Đúng không ạ? Thế còn ở đây là chủ thể thì phải là cách 1. Anna любит. Anna vẫn là Anna. Anna любит театр. Особенно. Ở đây lại đứng trước нравится phải là cách 3. Особенно. Ей нравится современный балет. Đúng không ạ? Đó, vậy thì trong những trường hợp như thế thì chúng ta phải biến đổi. Nếu mà tôi nói nhanh mà các bạn nghe không kịp thì các bạn sẽ quay lại đoạn video vừa rồi để xem tôi nói cái gì nhé. Напишите о своем друге и о своей подруге. Hãy viết mô tả về người bạn của mình hoặc là người bạn trai, người bạn gái của mình. Đúng không ạ? Đó, cái này các em có thể là tùy, các em có thể viết. Nhưng mà tôi đã nói với các em rồi là gì nào? Quan trọng nhất, bài đọc, bài đối thoại và các mẫu câu các em tìm kiếm được ở trong bài này. Những mẫu câu nào hay các em nên viết ra giấy và chúng ta học thuộc những mẫu câu đó đi. Đó là cái cơ sở để chúng ta nói tốt tiếng Nga. Скажите, что вы делаете и объясните почему. Hãy nói xem là các bạn làm cái gì và hãy giải thích xem tại sao. Выберите подходящий по смыслу вариант. Và hãy lựa chọn một cái phương án. Вариант là cái phương án đúng theo cái ý nghĩa của nó. Mẫu câu là я прочитаю статью. Tôi sẽ đọc một bài bài báo. У меня есть газета, bởi vì là tôi có báo. Прочитать рассказ, звонить другу, перевести статью. Hãy đọc một câu chuyện này, gọi điện cho bạn này, dịch một bài báo này, купить билет là mua một chiếc vé này, помочь подруге là giúp đỡ bạn. Đấy. Sau đó thì ở bên này thì là телефон, книга, время, слова, деньги, nghĩa là gì? Điện thoại này, sách này, thời gian này và từ điển này, rồi là có tiền này. Thế vậy thì ở đây chúng ta sẽ lựa chọn để làm sao chọn bên này với bên này để làm sao cho nó giống như cái mẫu câu này. Ví dụ mẫu câu của chúng ta я прочитаю статью, tôi sẽ đọc xong bài báo bởi vì у меня есть газета, bởi vì tôi có báo, đúng không ạ? Thế vậy thì bây giờ tôi làm một cái ví dụ. Я помогу подруге. Quan trọng nhất chúng ta chia cái động từ này ở thời thì tương lai. Я помогу подруге, потому что у меня есть деньги. У меня есть деньги. Tôi có tiền, tôi sẽ giúp bạn gái, đúng không ạ? Thế vân 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 ở đây thì chúng ta có thể là tùy, đúng không ạ? Đó. Đó thì cứ làm như thế nào cho nó phù hợp thì các em làm. Скажите, что вы не можете сделать и почему? Hãy nói xem bạn không thể làm việc gì và tại sao? Không thể nhé, không thể. Выберите подходящий по смыслу вариант. Và hãy chọn cái phương án mà
có cái ý nghĩa phù hợp. Я не прочитаю статью. Tôi không thể đọc được cái bài báo, потому что у меня нет газеты, bởi vì tôi không có báo. Thế vậy thì ở trên này nó là có, у меня есть, thì đây là у меня нет. Chỉ là sao nào? Chỉ là chuyển sang cách hai ở đây, sau нет phải để cách hai có vậy thôi. Я не могу послушать музыку, потому что у меня нет магнитофона. Потому что у меня нет магнитофона. Đúng không? Đó. Я не могу написать письмо. Я не напишу письмо. Ở đây xin lỗi các em là các em phải chia cái động từ người ta cho ở đây ở thì tương lai đơn. Я не напишу письмо. Я не послушаю музыку. Я не решу задачу. Я не возьму книгу. Và я не приготовлю плов. Плов là món cơm độn thịt. Плов. Cơm độn với thịt nhé. Nó gọi là плов. Trong tiếng Nga nó gọi là плов. Đó. Thế vậy thì ở bên này là do chúng ta nhét cái gì đó. Tôi không thể nấu món cơm độn thịt được bởi vì nó потому что у меня нету риса. Bởi vì tôi không có gạo. Рис là gạo, đúng không ạ? Đó. Thế vậy thì các em sẽ tự làm nhé. Thế thì như vậy vừa rồi, đây là bài 14 rồi. Chúng ta đã làm rất nhanh xong bài tập về nhà. Bài tập về nhà thực chất của chúng ta cũng khá ngắn, đúng không ạ? Cho nên chúng ta đã học hết bài 13. Đó là một niềm vui lớn. Và xin chúc mừng tất cả các em, tất cả những em đã cùng theo tôi học hết bài 13 cho đến ngày hôm nay. Và đó là một cái thành tựu rất là rực rỡ và giúp cho các em là nắm thêm được, có thêm được những bước để đi đến với tiếng Nga, đến với nước Nga. Bắt đầu từ bài ngày mai chúng ta sẽ học bài 14. Cảm ơn các em và chúc các em học tốt. Bài học của chúng ta xin tạm dừng tại đây. Các em đừng quên bấm đăng ký kênh và bật chuông để nhận bài thường xuyên. Bấm like, viết bình luận bên dưới và nhớ chia sẻ bài để cho kênh được phát triển hơn nữa. Chúc các em học tốt, có cuộc sống bình yên, luôn thành công và toại nguyện mọi ước mơ của mình.